Lê Tư, sao nữ nổi tiếng hiếu thảo trọng tình của Hoa Ngữ. Tuổi nhỏ gồng gánh gia đình vì bố mất thính lực. Bỏ cả sự nghiệp đình đám vì em trai gặp nạn. Cưới danh nhân bị tật để báo ơn. Khi nhắc đến Lê Tư, đa số khán giả sẽ nghĩ đến những danh hiệu mỹ miều như đệ nhất mỹ nhân TVB hay Triệu Mẫn kinh điển nhất. Thật ra, ngoài những cái danh cực kêu ấy, Lê Tư còn được khán giả ngưỡng mộ vì sự hiếu thảo cùng trọng tình nghĩa của cô khi luôn coi trọng gia đình hơn sự nghiệp, sẵn sàng bỏ qua điều tiếng thiên hạ mà cưới danh nhân bị tật để báo ơn. Lê Tư vốn sinh ra trong gia đình điện ảnh hiển hách, ông nội là cái tên lắm quyền uy của làng giải trí. Không hề quá lời khi nói cô từng có cuộc sống hoàn mỹ như công chúa, nhà có người hầu kẻ hạ. Tuy nhiên, sau khi bố đổ bệnh và mất thính lực thì cuộc đời Lê Tư cũng thay đổi hoàn toàn. Gia đình cô phải chuyển đến sống trong một căn phòng thuê bé tẹo ở khu Cửu Long, bố bị tật không thể làm việc nên mọi gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai mẹ và Lê Tư. Đó là lý do nữ diễn viên phải gia nhập làng giải trí để kiếm tiền nuôi bố mẹ và em trai. Năm 1990, sau khi hoàn thành khóa học vũ đạo ở Học viện Nghệ thuật Hồng Kông, Lê Tư ký hợp đồng chính thức với TVB và bắt đầu hành trình chinh phục làng phim. Thật ra, thuở ban đầu cô chưa diễn giỏi đâu, thậm chí còn từng bị ảnh đế Trịnh Tắc Sĩ mắng vì chẳng biết nhập vai nữa cơ. Không muốn làm bình bông màn ảnh, nữ diễn viên luôn tận dụng mọi cơ hội để cải thiện bản thân, bắt đầu từ loạt vai phụ làm nền cho người khác. Trời không phụ người có lòng, năm 1996, Lê Tư nổi tiếng với vai hạt tiêu của bộ phim Người trong giang hồ, từ đó về sau, cô chuyên nhận được vai diễn nặng ký trên màn ảnh, cũng bắt đầu được TVB coi trọng hơn bằng những tác phẩm kinh điển như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thâm Cung Nội Chiến, rồi lên ngôi thị hậu của nhà đài. Không hề quá lời khi nói, những năm tháng ấy, ánh hào quang của Lê Tư còn lấn át luôn cả Sa Thi Mạn đó. Tưởng gia đình đã hết khổ, chẳng ai ngờ được năm 2007, em trai Lê Tư gặp nạn trên đường, sau 2 tháng nằm trong phòng cấp cứu, anh bị chẩn đoán phải sống trên giường đến hết cuộc đời. Sự cố ấy đã khiến Lê Tư và bố mẹ suy sụp, như nữ diễn viên từng chia sẻ, tôi áp lực đến mức đêm nào cũng ngồi khóc, cứ ngỡ rằng mình sẽ từ bỏ tất cả. Và trong giai đoạn khó khăn ấy, Mã Đình Cường đã đứng ra giúp cô gánh vác tất cả khó khăn. Thật ra, thời điểm đó Lê Tư chưa từng có tình cảm gì với vị đại gia đi lại khó khăn này, bởi ông chỉ là một trong rất nhiều người theo đuổi nữ diễn viên. Nguyên nhân lớn nhất khiến cô không gật đầu đồng ý là vì e ngại chiếc xe lăn của Mã Đình Cường, không muốn thay ông gánh vác mọi áp lực sinh hoạt. Thế nhưng, Mã Đình Cường đã chứng minh ông mới chính là chỗ dựa vững chãi nhất cho Lê Tư. Không chỉ giúp gia đình cô tìm bác sĩ giỏi khắp thế giới để chữa bệnh cho em trai, ông còn ra mặt quản lý công ty dùm em trai Lê Tư, giúp cô xử lý mọi rắc rối vì từ bỏ nhiều hợp đồng để chăm sóc em trai trong giai đoạn khó khăn nhất. Và đó là lý do sau khi sức khỏe của em trai khởi sắc, Lê Tư quyết định giải nghệ để làm vợ của Mã Đình Cường, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu mình hám giàu. May mắn là sau khi thử thách lòng hiếu thảo và sự trọng tình trọng nghĩa của Lê Tư, ông trời thôi không còn thử thách cô nữa. Thế nên giờ đây Lê Tư có được cuộc sống hôn nhân viên mãn bên Mã Đình Cường và ba cô con gái. Em trai sau nhiều năm nằm trên giường bệnh giờ đã có thể đứng dậy để sánh vai bên bố mẹ. Bản thân Lê Tư của bây giờ là triệu phú lừng danh Hồng Kông với khối tài sản lên đến 2.500 tỷ đồng, nhan sắc vẫn trẻ trung xinh đẹp ở ngưỡng tuổi 53.